Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu ngưng bán, treo biển hết xăng khiến người dân gặp khó khăn trong việc tìm nguyên liệu phục vụ cho việc đi lại. Tại cửa hàng xăng dầu Thu Trang hiện chỉ còn bán mỗi xăng. Theo chủ cửa hàng, 4 ngày nay, lượng dầu trong bồn đã bị cạn đáy, không đủ nguồn để bán phục vụ bà con. Thì tụi em cũng rất là muốn phục vụ cho bà con, nhưng mà bây giờ mình đặt hàng, không có hàng thì mình phải chịu thôi. Không phải là phải găm hàng thì anh với chị đo bồn mình biết rồi. Tại cửa hàng xăng dầu Minh Phương số 3 cũng treo bảng hết xăng 2 ngày nay. Theo giải thích của chủ cửa hàng thì nguyên nhân cửa hàng tạm thời hết xăng là do chưa đặt được hàng. Nhà phân phối thông báo hết xăng để cung cấp. Cái xăng của em thì đã treo bảng hết xăng cả 2 ngày nay rồi. Trong kho của em thì không còn lít xăng nào để bán, chứ không phải là bên em găm hàng. Hiện tại thì bên em cũng đang tích cực tìm những nguồn cung để nhập xăng về để bán lại cho bà con. Việc nhiều cây xăng thông báo hết hàng đã gây khó khăn cho việc lưu thông, đi lại của bà con trên địa bàn tỉnh. 2-3 ngày gần đây, tôi đi từ trên Đồng Nai về là một số cây xăng vào là người ta không đổ. Hoặc là có một cây duy nhất là đổ 30.000 thôi. Thực tế là tôi đã phải đổ là một chỗ là coi là 2 lít là của người bán sang ngoài là 100.000. Đã năn nỉ người ta mới đổ. Trước thực trạng hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu tạm ngừng hoạt động, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Nông đã huy động lực lượng kiểm tra, giám sát toàn bộ các cây xăng trong toàn tỉnh. Được biết, hầu hết các cây xăng còn hoạt động là thuộc tập đoàn xăng dầu lớn của nhà nước. Còn đa số các cây xăng dầu tư nhân thì thông báo hết hàng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Nông đã xử lý 10 vụ vi phạm trong kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền xử phạt là hơn 330 triệu đồng. Thời gian gần đây, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu thông báo là hết xăng, hết dầu bằng nhiều lý do khác nhau, như nguồn từ thương nhân phân phối, thương nhân đầu mối cung ứng không kịp thời, dẫn đến là hết xăng cục bộ. Hiện nay thì lực lượng đang tăng cường kiểm tra và sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra và giám sát hàng ngày đối với các cửa hàng, đặc biệt là một số cửa hàng ngưng bán mà thông báo hết hàng. Nếu có cái hiện tượng đầu cơ găm hàng, còn hàng nhưng không bán thì sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tiêu dùng chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện những vi phạm về chất lượng, tiêu chuẩn đo lường, hành vi đầu cơ găm hàng, chờ tăng giá. Qua đó giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.